Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là My Binance Network nhận token MB nha các bạn. Thì đây là trang chủ dự án và dự án này là một dự án cross-chain. Thì cross-chain có nghĩa là nó swap từ giữa các mạng lưới các bạn, nó trao đổi giữa các mạng lưới với nhau ấy. Chẳng hạn như là Polkadot hoặc là Ethereum hoặc là Polkadot và BSC và ETH ấy, các bạn. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra và bấm start để chấp với bot. Tiếp theo đó thì chúng ta nhập lại mã captcha. Sau đó thì các bạn ấn một nút continue. Thì ở airdrop này chúng ta sẽ nhận được là 60 token MB. Ok, sau đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào group, các bạn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại boss. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, các bạn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại boss, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter và retweet lại bên boss, các bạn vào Twitter. Trên tờ Twitter của dự án các bạn lúc follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp. Các bạn vào retweet tweet lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Medium, các bạn vào Medium. Thì trường hợp các bạn nào mà vào Medium không được thì các bạn bật VPN lên giúp mình nhé. Bạn nào chưa biết cách FAB thì có thể vào phần danh sách phát xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn là tại ứng dụng FAB nhé. Thì sau khi các bạn bật VPN lên thì sẽ vào được Medium thôi. Thì trên Medium thì các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn quay trở lại boss. Các bạn ấn nút submit my detail, chúng ta tiến hành lại thông tin như sau. Đầu tiên thì hỏi chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa, thì các bạn nút done. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Twitter. Các bạn về tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại boss, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho boss. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Medium, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Medium. Các bạn chọn màu hình đen đen ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Sau đó các bạn chọn avatar. Các bạn nhấn vào avatar, sau đó các bạn kích vào cái username ở dưới tên của các bạn ấy, thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang cá nhân Medium của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Medium, các bạn copy lại cái link profile Medium của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Medium của các bạn vào đây và gửi cho bot. Và bước cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví ERC20 Ethereum. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask, các bạn copy lại cái địa chỉ ETH. Chúng ta sao chép lại địa chỉ ví Ethereum ETH, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó các bạn có thể ấn vào phần dashboard để kiểm tra thông tin của các bạn. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được 60 token MB. Và dưới đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại cái link red đi tương thời bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mô lượng refer các bạn sẽ nhận được thêm là 15 token MB. Thì ở airdrop này tổng pool cho airdrop là 10.000 đô nha các bạn, 10.000 đô token MB. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 60 token MB đến từ dự án My Binance Network. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.